trì ngũ giới. Giảng Hòa Thượng Tuyên Hóa: đừng bỏ lỡ cơ hội thọ trì ngũ giới. Người thọ ngũ giới và bát quan trai giới được gọi là U Bà Tắc và U Bà Di. Người thọ giới Bồ Tát thì gọi là Bồ Tát. Vốn dĩ chỉ có người xuất gia mới thọ giới Bồ Tát, nhưng vì Bồ Tát là người làm lợi cho người và cho mình, nên cư sĩ tại gia cũng có thể thọ giới Bồ Tát. Trong Đạo Phật, việc thọ giới là rất quan trọng. Những ai muốn thọ giới thì không nên bỏ lỡ cơ hội. Quý vị thọ một giới cũng được, thọ hai giới, thọ ba giới, bốn giới, năm giới hay tám giới cũng đều được, nhưng không thể thọ 10 giới. Cư sĩ tại gia không thể thọ 10 giới, vì 10 giới là sa ni giới, nhưng có thể thọ Bồ Tát giới, 10 giới nặng và 48 giới nhẹ. Thọ một giới gọi là giới thiểu phần, thọ hai giới gọi là giới bán phần, thọ ba giới gọi là giới đa phần, thọ năm giới gọi là giới toàn phần. Ví như quý vị không thể kiêng sát sanh, không thể đoạn giới sát sinh, thì quý vị có thể thọ giới không trộm cắp. Quý vị thích uống rượu, giống như tôi có một đệ tử thích uống rượu và không muốn thọ giới cấm uống rượu. Nếu quý vị không muốn thọ giới cấm uống rượu, quý vị có thể thọ giới khác. Tôi thích nói năng khoác lác và tôi không thể tuân theo giới luật cấm nói dối. Như vậy, quý vị có thể thọ bốn giới còn lại. Tôi không thể kiêng sát sinh. Đôi khi con kiến và muỗi, lúc vô tình, tôi làm hại mạng sống của chúng. Nếu sau khi thọ giới mà phạm giới thì tội lỗi càng nặng hơn. Vậy quý vị không cần phải thọ giới sát sinh. Vậy tùy ý quý vị, thọ một giới, hai giới, ba giới, năm giới cũng được, và đừng bỏ lỡ cơ hội này. Om ha ha ha, Bun Sam Mo Di So Ha.